Hello, chào. Trời, sáng rồi. Sau khi dọn dẹp chỗ ngủ, rửa mặt, lau mình, rửa chân, tập thể dục, đi qua nhà bếp tự pha cho mình ly cà phê đen. Bây giờ thì tôi có ý định ôn tập môn ngoại ngữ mà tôi ưa thích. Ôn tập môn tiếng Anh. Sửa soạn. Mở cái bàn ra. Napkin, khăn ăn. A cup of black coffee, đi cà phê đen. A boil water, ly nước chín. Red. Bánh mì. I need a phone. Tôi cần một cái điện thoại. Turn on, mở. I tap, open up Google Translate. Mở cái Google Translate. Set Vietnamese translate to English. Chọn Việt Nam, dịch Vietnamese là tiếng Việt, dịch ra English. Cứ vậy mà tôi tự trau dồi môn English, môn tiếng Anh. Chúng ta muốn nói gì thì chúng ta cứ nói bằng tiếng Việt, thép vào cái dấu hiệu của cái microphone. Tôi ăn bánh mì. Nghe đọc. I eat bread. Tôi ăn bánh mì. I là tôi. Eat là ăn. Bread là bánh mì. I eat bread. Tôi uống cà phê. Nghe là I drink coffee. Tôi lau miệng bằng khăn ướt. Nghe câu tiếng Việt. Tôi làm việc bằng khăn ướt.
Tôi lau miệng mà nó nghe ra là tôi lau điện. Thật ra chúng ta phải đọc lại câu này. Tôi lau miệng bằng khăn ướt. Chính xác. Có thể nghe câu tiếng Việt. Tôi lau miệng bằng khăn ướt. Câu English. I wipe my mouth with a wet towel. I wipe là tôi lau. My mouth là cái miệng của tôi. With wet towel, với một cái khăn ướt. With a wet towel. Wet là ướt, dry là khô. Nghe đọc. I wipe my mouth with a wet towel. I wipe my mouth with a wet towel. Ra đường trời nắng, tôi phải đội nón. Nghe câu tiếng Việt. Ra đường trời nắng, tôi phải đội nón. Câu English. When I go out in the sun, I have to wear a hat. When I go out in sun. In the sun là đi ở trong nắng á, sun là mặt trời, nắng là hot, sun, nóng là hot. Tôi phải là I have to wear a hat. Wear là mặt, mà cũng là đội. Động từ to wear nó có nhiều nghĩa lắm, tùy theo ngữ cảnh. Wear a hat thì chúng ta phải hiểu nó là đội. Nghe lại. When I go out in the sun, I have to wear a hat. When I go out in the sun, I have to wear a hat. Đó là văn viết nó phải đầy đủ, phải có mạo từ, phải có chủ từ, túc từ đầy đủ. Nhưng mà văn nói thì chúng ta nói là I go out in the sun. I wear a hat. I wear a hat. Tôi đội nón. Wear, đội, hat, nón. Không cần phải dùng chữ A. Wear a hat là đội, đội cái nón. Đội một cái nón. Wear a hat không lẽ đội hai cái nón. Buổi sáng tôi thích tập thể dục. Nghe đọc. In the morning, I like to exercise. In the morning, I like to exercise. Exercise trong trường hợp này là tập thể dục. Còn exercise mà chúng ta làm những cái bài tập thì cũng gọi là exercise. Thật ra tùy theo ngữ cảnh, tiếng Mỹ nó có khi một chữ mà nó có tới mười mấy nghĩa. Bên ngoài lúc này tiết trời rất mát. Nghe đọc. It's very cool outside right now. It's very cool. Tức là rất mát. Outside. Bên ngoài. Bây giờ là right now. It's very cool outside right now. Outside. Very cool. Được rồi. Outside, bên ngoài.
very cool, rất mát. Không cần phải right now. Tôi vừa ăn bánh mì vừa ôn tập môn tiếng Anh. Nghe đọc. I ate bread while reviewing English. I ate bread. Ate ở đây là quá khứ của động từ to eat. Tức là trong tiếng Anh thì cái động từ đó, nó thay đổi theo cái thì. Thì hiện tại thì nó go, eat, ăn là eat. Thì quá khứ của nó là ăn là ate. Phức tạp chỗ đó, tiếng Việt mình không có cái đó. Tiếng Việt mình quá khứ là dùng chữ đã. I ate bread, tức là tôi đã ăn bánh mì. And reviewing English. Review là xem lại, tức là ôn tập. Review English là ôn tập, xem lại, xem đi xem lại tiếng Anh. Ôn tập là gì? Là cái công việc xem đi xem lại. Thành ra chữ review rất dễ nhớ. Chữ review là lặp đi lặp lại. View là quan sát, rồi xem là nhìn. Ghép hai cái đó lại tạo ra cái chữ review. Để dịch cái chữ ôn tập. Ôn tập có nghĩa là xem đi xem lại những cái mà đã biết. I eat bread while là trong khi. Reviewing English. Nghe đọc. I eat bread and review English. Đơn giản là vậy. Học ngoại ngữ chúng ta đừng có học những câu quá khó. Khởi đầu phải từ những câu đơn giản. Những câu dễ học. Học giống như những đứa nhỏ. What you did? Cái này là cái gì? Did you have? Đây là một cái nón. Did you have black hat? Đây là cái nón đen. I wear a hat on my head. Hat là cái nón. Head là cái đầu. Anh có thích học tiếng Anh không? Nghe đọc. Do you like learning English? Do you like? Rồi anh có thích. Học là learn. To learn là học. Khi nó biến thành danh động từ thì nó thêm ing vô là learning. Learning là cái việc học. English là tiếng Anh. Do you like learning English? Là anh có thích học tiếng Anh không? Do you like learning English? Do you like learning English? Tôi thích học tiếng Anh vì nó thông dụng. Nghe lại. I like learning English because it is common. I like là tôi thích. Learning English là học tiếng Anh. Tại sao? Because. Bởi vì. It's common. Tức là nó thông dụng. Popular cũng là thông dụng. Common là chung. It's common là dịch là nó là thông dụng. It's common.
I like learning English because it is common. Đấm tuồng lồng vào đó nội dung là tự ôn tập review English, ôn tập môn tiếng Anh. Để học tiếng Anh thì chúng ta có thể dùng Google Translate. Đây là cái app Google Translate. Mở Google Translate, chúng ta lấy cái tai thép vào đây. Thì ở trên là nếu chúng ta chọn tiếng Việt thì chúng ta đọc vào tiếng Việt nó sẽ hiện chữ. Muốn nghe thì ta nhấn vào cái nút speak, cái lo speaker. Muốn chép cái câu này vào dùng nhớ đệm thì chúng ta nhấn bên đây. Nó dịch ra cái phần English. Nhấn vào cái dấu hiệu cái lo, cái speaker thì chúng ta sẽ nghe đọc. Nhấn vào đây thì chúng ta sẽ chép cái câu này vào dùng nhớ đệm. Nhấn vào đây thì chúng ta mở cái history để ôn tập lại những cái phần mà chúng ta đã học. Còn cái dấu hiệu của cái microphone là để chúng ta nhập cái text, cái văn bản bằng cái speak, bằng cái giọng đọc. Ví dụ, tôi thích học tiếng Anh vì nó thông dụng. Ta nghe thì ta nhấn vào cái dấu hiệu cái loa. Tôi thích học tiếng Anh vì nó thông dụng. Nó dịch ra tiếng Anh, English hay là tiếng Mỹ thì ta nhấn vào đây. Nhấn vào đây nghe đọc. I like learning English because it is common. I like learning English because it's common. Đơn giản thì I like English. Tôi thích tiếng Anh. I like English. Không cần phải học. I like English. Because it's common. Bởi vì nó thông dụng. Cứ như vậy mà chúng ta có thể học nói những câu mà chúng ta thích. Ở nước Mỹ phải biết nói tiếng Anh. Nó đã dịch ra. Đây là câu tiếng Việt chúng ta đọc. Ở nước Mỹ phải biết nói tiếng Anh. Thì nó dịch ra in America. Tức là ở nước Mỹ. American là người Mỹ, tiếng Mỹ. America là nước Mỹ. You must là bạn phải. Know là biết. How to speak English là biết cách nói tiếng Anh. Muốn nghe câu này thì chúng ta thép vào dấu hiệu của cái lo. In America, you must know how to speak English. In America, you must know how to speak English. In America, you must know how to speak English. You must know how to speak English. Cứ như vậy mà chúng ta in America, you must know how to speak English. Có thể học được những câu mà chúng ta muốn nói từ cái sự dịch nghĩa. Ngày xưa thì Google Translate nó dịch không chính xác. Nhưng ngày nay nó sử dụng cái kho Big Data. Thành ra nó dịch rất là chính xác, khá chính xác. Thỉnh thoảng thì cũng có sai nhưng mà sai ít lắm. Bởi vì nó không phải dịch theo chữ mà nó dịch theo câu. Đó, bởi vì cái kho dữ liệu của nó bây giờ là rất lớn. Ta có thể tiếp tục. Ta muốn nói cái gì đó thì ta nhấn vào cái microphone. Ở Mỹ, mỗi buổi sáng tôi ra ngoài đi tập thể dục.
nghe đọc. In America every morning I go out to exercise. Ta phân tích là ở Mỹ nó dịch là in America. Mai mốt chúng ta mới nói ở Mỹ thì in America. Mỗi buổi sáng thì chúng ta nói là every morning. Morning là buổi sáng. Mỗi buổi sáng là every morning. Đi ra ngoài là I go out. Ví dụ chúng ta muốn nói đi ra ngoài thì chúng ta nói là go out. Còn tập thể dục là exercise. Khi ta ghép thành câu thì ta có thể nói là in America every morning I go out to exercise. Nói quen đi. In America every morning I go out to exercise. Cũng dễ nói. Nếu chúng ta nghe ông Mỹ già nói thì nó nói là in America every morning I go out to exercise. Nó nói rất là chậm. Còn gặp mấy cái cô gái thì nó quẹt quẹt. Nó nói America every morning I go to exercise. I go out to exercise. Muốn nói là ở Mỹ thì là in America. Mỗi buổi sáng thì là every morning. Đi ra ngoài là go out. Làm thể dục thì là exercise. Ta sắp xếp nó thành câu là in America every morning I go out to exercise. Cứ như vậy chúng ta vừa chơi vừa học. Học những cái đơn giản. Ví dụ đây là trái bom. Đây là trái bom. Chúng ta muốn hỏi, muốn nói đây là trái bom. Vậy là ta nhấn vào cái microphone. Đây là trái bom. Bạn nghe đọc nhé, nghe cái câu tiếng Việt nhé. Đây là trái bom. Nghe câu tiếng Anh nhé. This is a bomb. This is a bomb. Nó thành ra nó dịch chữ bom là bom này là bom đạn, bom nổ. Bom này là bom nổ. Thành ra chúng ta phải sửa lại câu nói đây là trái táo. This is a bomb. Nhấn vào microphone. Đây là trái táo. Đó, nghe lại. This is an apple. This is an apple. This is an apple. Bạn thấy đây là this is. Một trái táo, mình nói trái táo thôi thì nó thêm cái A là một. Nhưng mà chữ apple bắt đầu bằng nguyên âm thì để nó có thể link được thì nó không thể AA được. Thành ra chữ A nó biến thành chữ thêm chữ N này vô. Thì ta đọc là this is an apple. This is an apple. Chữ N link với chữ A này thành ra chữ apple. This is an apple. This is an apple. Nghe đọc. This is an apple. Đó, this is an apple. Chứ không phải this is an apple. Nó đọc vậy là ta đọc theo câu tiếng Việt. Tiếng Việt là từng thanh điệu. This is an apple. Còn tiếng Mỹ nó không có. Nó đọc theo thanh điệu. This is an apple. An này với chữ apple nó link thành ra an apple, chứ không phải an apple mà là an apple, chúng ta có thể nghe điều này. This is an apple. Đó, this is an apple. Chúng ta đừng nói là trái bom, trái bom thì nó, trong tiếng Việt trái bom nó còn có nghĩa là bom đạn nữa. Thành ra chúng ta phải gọi cái apple là trái táo. Trái táo. Nhấn vào đây và đọc. Mỗi ngày ăn một trái táo thì cả năm không phải đi gặp bác sĩ. Đây là cái câu mà người Mỹ họ rất thích nói. Chúng ta nghe đọc câu này.
mỗi ngày ăn một trái táo thì cả năm không phải đi gặp bác sĩ. Bây giờ ta nghe câu tiếng Anh. Eat an apple a day and you won't have to see a doctor for a whole year. Eat an apple a day, tức là mỗi ngày ăn trái táo. Eat là ăn, an apple là trái táo. A day là mỗi ngày. Eat an apple a day, ăn trái táo mỗi ngày. And you won't have to see. Bạn không phải, to see là đi gặp a doctor, bác sĩ, for a whole year, cho cả năm. Thành ra mỗi ngày, eat an apple a day, mỗi ngày ăn trái táo. You won't have to see a doctor. Bạn không phải đi gặp bác sĩ, for a whole year, suốt năm. Tức là mỗi ngày ăn trái táo thì suốt năm bạn không phải đi gặp bác sĩ. Nếu nói về chữ thì trong câu này eat là ăn, apple là trái táo, day là ngày, won't have là không phải, won't have to see là đi gặp. See, cái nghĩa của nó là xem, là nhìn, nhưng mà see a doctor tức là đi khám bác sĩ, đi khám bệnh. Đi see a doctor là để làm gì? Gặp bác sĩ là để làm gì? Để khám bệnh. For a whole year, suốt năm. Whole là toàn phần, year là năm. Ta nghe lại câu này. Eat an apple a day and you won't have to see a doctor for a whole year. Câu này hồi xưa người ta ưa nói lắm. Bây giờ cái thế giới nó giao thông với nhau, thành ra ở Việt Nam mình táo thiếu gì. Tức là ở miền Nam vẫn có thể ăn được trái cây ở miền Bắc. Miền Bắc cũng có thể ăn trái cây của miền Nam. Và người ta nghiệm ra là một ngày bạn có ăn 5 trái táo, chừng tới chừng bệnh thì nó vẫn bệnh à. Thép vào cái microphone và đọc. Mỗi khi có bệnh, bạn phải đi gặp bác sĩ. Đó, bạn thấy nó dịch ra là ta đọc câu tiếng Việt là mỗi khi có bệnh, bạn phải đi gặp bác sĩ. Chính xác. Muốn nghe thì ta nhấn vào speaker. Mỗi khi có bệnh, bạn phải đi gặp bác sĩ. Bây giờ ta nghe câu tiếng Anh. Every time you get sick, you have to see a doctor. Every time you get sick. Every time là mỗi khi. You get. Get là nhận. Sick. You get sick. Sick là bệnh. I'm sick là tôi bệnh. You get sick là bạn bị bệnh. You have to là bạn phải. See là gặp. See a doctor là đi khám bệnh. Đi gặp bác sĩ. Every time you get sick, you have to see a doctor. Đọc lại là every time you get sick, you have to see a doctor. Đọc theo Mỹ già là every time you get sick, you have to see a doctor. Nghe lại. Every time you get sick, you have to see a doctor. Cứ như vậy chúng ta đọc câu tiếng Việt, dịch ra tiếng Anh. Phân tích câu tiếng Anh, ta thứ nhất là ta lượm từng chữ một. Thí dụ every, every là mỗi, time là cái thời gian, nhưng mà every time là mỗi khi, nói một cái câu chữ nói về thời gian. You get sick là bệnh, I'm sick là tôi bệnh. You get sick là bạn bị bệnh. You have to là bạn phải, see là nhìn, là gặp, là thấy. See a doctor tức là bạn đi khám bệnh. See a doctor. Doctor là bác sĩ. Nghe lại. Every time you get sick, you have to see a doctor. Bác sĩ thường khuyên bệnh nhân ăn trái cây. Đó, ta đọc câu tiếng Việt, ta có thể nghe câu này. Bác sĩ thường khuyên bệnh nhân ăn trái cây. Bây giờ câu tiếng Anh.
Doctors often advise patients to eat fruit. Advise là khuyên. Doctor often advise, tức là bác sĩ thường khuyên. Patient là bệnh nhân. To eat fruit là ăn trái cây. Doctor often advise patients to eat fruit. Bác sĩ thường khuyên bệnh nhân ăn trái cây. Ta nghe lại câu này. Doctors often advise patients to eat fruit. Đó, doctor là bác sĩ, số nhiều là phải có S. Often là thường. Advise là khuyên, advise khuyên. Patient là bệnh nhân, số nhiều là có S. Ăn trái cây là to eat fruit, to eat fruit. Doctors often advise patients to eat fruit. Đó. Cứ như vậy cho là phát triển những câu khác. Tôi thích ăn chuối và đu đủ. Đó, bạn thấy câu tiếng Việt chính xác. Câu English. Nghe đọc. I like to eat bananas and papaya. I like to eat banana and papaya. Bây giờ chúng ta chép câu này vào dùng nhớ điểm. Ta nhấn vào cái dấu hiệu này. Ta chép câu này vào dùng nhớ điểm. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vô Google. Mở Google. Và chúng ta sẽ dán câu đó vào đây. Chúng ta nhấn lâu một chút. Rồi chúng ta pass. Ta nhấn vào chữ pass là dán cái câu đó vào đây. Và chúng ta search. Thì nó hiện ra. Bây giờ chúng ta muốn xem hình ảnh của cái câu đó. Nhấn vào hình ảnh. Thì nó hiện ra những cái hình ảnh có liên quan đến những cái chữ ở trong câu đó. Thì bạn thấy đây nè. Chuối là banana. Đu đủ là papaya. Can we eat banana and papaya? Tức là tôi có thể ăn đu đủ và chuối không? Đó. Thành ra bạn có thể gắn cái câu I like to eat banana and papaya vào những cái hình ảnh. Đây là papaya. Đó. Đó là cách học. Bởi vì cái quan trọng nhất là cái chữ nó phải thể hiện bằng cái hình. Thành ra chúng ta có thể dùng cách này. Ta chuyển cái câu đó vào trong Google Translate. Rồi sau đó chúng ta xem hình để tìm nghĩa. Đây là cái gì? Banana benefit, tức là những cái điều lợi của ăn chuối. Banana. Còn cái này là cái gì? Cái này là papaya. How to eat papaya. Ăn đu đủ bằng cách nào? Đó. How to eat papaya. Papaya. Rất nhiều. Rất nhiều. Cứ như vậy chúng ta có thể học được tiếng Mỹ một cách chính xác nhờ gắn chữ vào hình. Đó. Bây giờ chúng ta ấn vào cái dấu cộng này thì chúng ta lại trở về cái Google Translate. Nhấn vào đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta nói là tôi thích ăn phở. Tôi thích ăn chuối và đu đủ. Sorry. Nhấn vào cái microphone nói tôi thích ăn phở. Tôi thích ăn phở tái. Đó, nó dịch ra câu English. I like to eat rare pho. Chữ phở thì bạn đã biết rồi. Ơ thì không có. O, dấu hỏi thì tiếng Mỹ không có, bỏ luôn. Cái gì không có nó bỏ. I like to eat rare pho. Tức là tôi thích ăn phở tái. Bây giờ bạn nhấn vào đây. Như vậy là bạn đã chép câu này vào trong dùng nhớ điểm. Bây giờ bạn trở lại cái Google. Bây giờ bạn dán cái câu đó vô đây. Nhấn vào đây. Ấn lâu một chút.
rồi nhấn chữ pass, ta dán cái câu đó vào đây. Đó, bạn thấy là I like to eat rare food. Bạn nhấn vào cái nút enter, nút chọn. Thì bạn sẽ thấy nó hiện ra những cái câu chuyện có liên quan đến câu này. Bây giờ chúng ta muốn xem về hình ảnh thôi. Chúng ta nhấn vào hình ảnh. Đó, bây giờ bạn mới thấy là rare food là sao. Đây là tô phở tái. Phở tái là Vietnamese food. Đây, rất ngon. Những cái chất liệu để làm phở. Đó, muốn coi rõ hơn thì bạn thép vào cái hình này. Đó, thì bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Có phải là rare food không? Rare food là cái này không? Là phở tái. Đó, rare food. Gắn hình ảnh vào trong câu chữ. Thép vào đây. Đó, ta thấy có đủ thứ hết. Hấp dẫn. Như vậy là, đó là cách học, cách tự học. Rồi ta thép vào đây, ta trở lại. Hiện nay ta đang mở hai cái app. Một cái là Chrome và một cái là Translate. Ta chuyển qua chuyển lại. Một cái là chữ với tiếng, còn một cái là chữ với hình. Đó là cái cách tự ôn tập English hay là các cái ngôn ngữ khác bằng Google Translate và bằng hình ảnh truy cập trong Chrome. Một cách học lý thú, đúng không? Tôi đang practice, tức là thực hành. Review English every morning, ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng. I eat bread, tôi ăn bánh mì. And drink coffee, uống black coffee, uống cà phê đen. I use Google Translate to review English. Tôi dùng Google Translate để ôn tập môn tiếng Anh. Tôi tìm những câu nói trong đầu, đọc vào đây. Tôi không cần phải gõ phím nữa. Thời đại này không phải là thời đại gõ phím, mà thời đại đọc, nó nghe, nó nhìn ra và nó hiện chữ. Chúng ta nhìn chữ coi nó có chính xác chưa, có sai không, sai chút đỉnh thì chúng ta sửa. Sau đó chúng ta phân tích cái câu tiếng Anh mà nó dịch. Tôi thích ăn phở. Tôi thích ăn phở tái. Tôi thích ăn phở tái. Câu yếng liền. I like to eat rare pho. I like to eat rare pho. Rare là sống. Phở tái là thịt bò còn sống. Nói ra nó gọi là rare. Rare pho. Phở thì nó là phở, bởi vì chữ ơ nó không có, nó lấy chữ o. Dấu hỏi nó không có, nó bỏ luôn. Thành ra tên của người Việt đó, qua Mỹ, nó cắt bỏ hết. Cạo đầu, cạo lông, cạo hết. Thành ra tên đọc không còn giống nữa. Ví dụ tôi tên Hưng, thì nó đọc là Hung, Hung. H-U-N-G, bởi vì nó không có chữ ư. Đó. Thành ra nó bỏ. Còn những cái thứ, những đôi khi có những chữ Việt mà nó không có dấu, mà dùng ví dụ chữ Lan nhá, thì nó đọc đúng, Lan, Lan, đọc đúng. Còn những chữ mà có dấu như chữ Phúc, thì nó đọc là Phúc, Phúc. Mà chữ Phúc trong tiếng Mỹ là chữ thề. Chữ DM trong tiếng Việt. Thành ra những người tên Phúc ở Mỹ khổ tâm lắm. Nó đọc chữ Phúc.
bất là hay là chữ chữ dũng á, có dấu ngã, dũng khí là người Việt anh dũng, nhưng mà nó bỏ dấu ngã đi, nó không có dấu, là nó đọc là dung dung dung, mà dung là chất dơ, thành ra những cái người mà mang tên Dũng Phúc chuyển qua tiếng Mỹ nghe nó nghe giống như tiếng Việt mình mà đặt tên mà hơi hơi tục tiểu vậy đó, nghe nó thành ra nhiều người phiền lòng lắm, phiền lòng lắm thì bỏ đổi tên Mỹ luôn. Trai thì kêu là John, kêu là Michael, kêu Alex, Alex là Alexander, nó dài lắm, đọc thành Alex. Còn Mai nó là Michael, nó đọc tắt mà Mai. Robert nó đọc tắt là Bob, thành ra cái chữ nó dài á, thành ra để gọi tên nó cũng bỏ bớt đi, thu ngắn lại. Thành ra nhiều người, tất cả người Việt qua Mỹ cái tên đều không còn giống như lúc ban đầu nữa. Bạn cứ coi. Trong khi đó thì tên tiếng Trung nó vẫn giống, tức là họ, chữ ló và tên. Nó ghi phiên âm nó gọi là pinyin. Ví dụ Mao Trạch Đông, tiếng Quan họ là Mao Tử Tung, thì nó viết là Mao Tử Tung, đó, nó đọc ra được cái âm. Hay là Kim Jong Un đó, thì nó đọc là Kim Jong Un. Trong khi đó thì tiếng Việt chúng ta dịch được nó là dịch ra Kim Nhật Thành là Kim Jong Un, Kim Jong Un là Kim Jong Un. Hay là ông Tập Cận Bình thì nó dịch là nó âm là Xi Chi Ping, thành ra vẫn còn nghe ra là Xi Chi Ping đó. Nhưng mà tiếng Việt của mình thì ví dụ tiếng Mỹ của mình nó lật ngược lại, đó là Vương Khánh Hưng, thì qua bển nó hỏi tôi mày có muốn đổi tên không. Sau khi mình đậu quốc tịch rồi thì nó hỏi mày muốn đổi tên không, mình nói mình không đổi tên, mình không đổi tên thì cái tên của mình nó ví dụ Vương Khánh Hưng thì Hưng nó quay ra first name, first name là chữ đầu, Hưng thì nó thành ra Hùng, chữ middle name là chữ lót, chữ Khánh của mình á nó dài dòng quá, nó bỏ đi, nó lấy chữ K, chữ K, chữ Hương của mình á thì nó đâu có U ơ, thành ra nó sẽ lấy U O, Vô, bán lẽ là nó sẽ kêu mình là Hong Vô, Hong Vô, mình là Vương Khánh Hưng mà nó đổi thành Hong Vương. Hồng Vương, mi, tôi đây, nó kêu mình Hồng Vương, mi. Thành ra không có người Việt nào qua Mỹ mà còn giữ được cái tên của mình giống như là cha mẹ đặt vậy thôi. Âu đó cũng là văn hóa. Chào, hẹn mai gặp lại. Hello, see you tomorrow. Hello, see you tomorrow. Hello, see you tomorrow.